Sở hữu một không gian nội thất hiện đại theo phong cách Art Deco, thích sự cá tính cho phòng khách, vẻ đẹp dịu dàng cho phòng ăn thì lựa chọn treo tranh gì? Hãy cùng họa sĩ chúng mình đi giải bài toán này cho gia chủ nha. Mỗi khi bắt tay vào một dự án, chúng mình luôn lắng nghe và dung hòa những mong muốn của khách hàng, trao đổi cùng với kiến trúc sư, với họa sĩ trong quá trình sáng tác nghệ thuật, thiết kế ánh sáng để treo tranh cũng như thi công thực tế. Chính vì vậy, mỗi tổ ấm sau khi được setup tranh hoàn thiện thì sẽ luôn mang một gia vị rất riêng. Với không gian phòng khách hiện đại mang tính tối giản, sử dụng những đường nét và hình khối mạnh mẽ, vậy nên chúng mình đã lựa chọn cho gia chủ tác phẩm trừu tượng trong series Nắng Đông của họa sĩ Lân Vũ. Bức tranh với màu sắc tương phản cao, có một chút ngông cuồng đã tạo điểm nhấn bắt mắt, mang lại cảm giác sang trọng và độc đáo. Còn với phòng ăn, chúng mình đã lựa chọn tác phẩm Mơ Màng của họa sĩ Hữu Thắng. Bức tranh chủ đề hoa được vẽ theo lối hiện đại nên không hề nhàm chán mà vẫn giữ được tính nhất quán cho tổng thể không gian. Còn tổ ấm của bạn đang thiết kế theo phong cách nào? Bức tranh nào sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho không gian? Hãy comment thông tin để được tư vấn, trao đổi cùng với họa sĩ và đội ngũ kiến trúc sư bên mình nha!